Cô cũng ở bên Mỹ luôn à? Cô ở bên. À, cô ở bang nào? Cô ở Florida. Florida. Mà năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô mới 63 tuổi. 63 tuổi rồi. Chồng với con khuyến khích dữ lắm, khuyến khích làm. Con cô làm ở đây. Đẹp không ạ? Rồi nhiều người khen lắm. Thế còn cô mong muốn đi làm chiếc mũi này bao nhiêu năm rồi? Cô muốn cũng từ lâu rồi mà cô nhát, cô không dám làm. Cô sợ gì ạ? Thì cô sợ đau thôi. Sợ đau? Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế là không có đau gì nữa. Trong lúc làm cô có đau không? Không, không đau. Chứ thuốc tê cũng không hay. Dạ, yeah. Tại vì trong cái trường hợp của cô là đã truyền làm đau trước khi phẫu thuật rồi. Thế còn khi về cô có bị đau gì không? Thì vậy cô cũng không có đau gì đâu. Nó chỉ sưng một chút thôi. Về nhiều người lớn tuổi thích lắm. Thích lắm, bây giờ nhiều người có ý định đi làm. Nhiều người cũng chạm tuổi nhỏ hơn cô, khoảng 50 tuổi. Giờ là có ý định muốn đi làm. À, tức là nhìn cô họ thấy... Họ thích, thích cái mỗi tự nhiên. Thì đúng, hiện nay thì các bác lớn tuổi hay sợ đi làm nó cao quá, nó dài quá. Nhưng bây giờ cô sờ thử ở đây có thấy đó, các cảm giác như thế nào, cô sờ với sống mũi. Thì nghe cũng bình thường, không có đau gì hết. Yeah. Cô có thấy nó giống như xương mũi của mình không? Giống, nó giống như xương mũi. Nó không giống như là một cái chất liệu độn, tại vì nó dính chặt ở đây rồi. Cô thấy dịch vụ ở đây các bạn sao? Phục vụ rất là tốt, chu đáo. Cô rất là thích. Bây giờ nếu mà có ai dỉ tai cô nói là New Face làm bậy thì cô có tin không? Thì cô chưa có nghe cái vụ đó. Không, thì nếu mà ai nói thì cô có tin không? Thì cô thấy là nhiều người nói là như con cô nó làm vậy, nó nói là bác sĩ làm việc rất có tâm, nó rất thích. Và cô là người trải nghiệm rõ nhất dịch vụ ở đây thì cô thấy sao? Cô thấy rất là thích, cô rất là hài lòng các phục vụ ở đây. 63 tuổi. Biết thế này cô làm sớm hơn không? Thì phải biết thế này cô làm sớm hơn. Con cô mới nói trời, xong mẹ năm rầu mẹ không làm. Cô thấy cái mũi này làm xong cô thấy trẻ hơn không? Trẻ, nhiều người khen lắm. Mọi người nói là cô trẻ hơn là nhìn cô mặt sang hơn không? Trẻ hơn. Yeah. Nhiều người thích lắm. Dạ, yeah. Thì tốt rồi. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Yeah. Ở chỗ này làm việc thì rất là tận tâm. Yeah. Người nào cũng dễ thương hết. Yeah. Ok, cảm ơn cô. Thì có gì thỉnh thoảng mà có gì đặc biệt thì cô lên cô tái khám. Rồi. Cảm ơn.